xác nhận Messi đồng ý tới bến đỗ mới nhận mức lương kỷ lục thế giới. Messi tuyên bố chỉ quyết định tương lai sau World Cup 2022. Thế nhưng có vẻ như Messi sớm chọn bến đỗ mới. Nguồn tin uy tín từ tờ The Times xác nhận Messi đã chuẩn bị đồng ý thỏa thuận qua áo Inter Miami mùa tới. Đội bóng do cựu danh thủ David Beckham sở hữu tin tưởng chủ nhân của 7 quả bóng vàng sẽ gia nhập câu lạc bộ. Để thực hiện điều này, Inter Miami biến Messi trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử MLS. Việc Messi rời châu Âu và chọn khoa áo Inter Miami chắc chắn là một cú sốc. Bất chấp đã 35 tuổi, M10 vẫn thể hiện phong độ đỉnh cao và cho thấy bản thân có thể chơi bóng ở châu Âu thêm nhiều năm nữa. Miami không giấu giếm việc muốn có Messi. Vào tháng 6 năm ngoái, George Mas, người đồng sở hữu Inter Miami với Beckham, khẳng định sẽ lôi kéo được một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử tới MLS. Beckham cũng nói về tham vọng to lớn này của câu lạc bộ. Trong cuộc phỏng vấn với The Times, huấn luyện viên Phil Neville xác nhận câu lạc bộ luôn muốn mang một siêu sao đến Miami và rất nhiều cầu thủ hàng đầu muốn đến đây. Messi không ngại sang Mỹ. Được biết, anh sở hữu một ngôi nhà ở Miami và thường xuyên tận hưởng những ngày nghỉ ở đó cùng gia đình. Tôi muốn chơi ở Mỹ một ngày nào đó. Đó luôn là giấc mơ của tôi. M10 nói với giới truyền thông Tây Ban Nha vào năm ngoái. Miami đang tìm cách củng cố đội hình bằng cách chiêu mộ những cầu thủ tên tuổi. Hai đồng đội cũ của Messi ở Barcelona là Cesc Fabregas và Luis Suarez nằm trong số những cái tên được cân nhắc. Với Messi, anh đã tập trung cho kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Sau đó, viễn cảnh anh rời châu Âu để sang Mỹ đã dần thành hiện thực.